Các bị cáo đã nghe rõ nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố hay chưa? Cho các bị cáo ngồi xuống. Bị cáo Xua đứng tại chỗ. Bị cáo có ý kiến gì về nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện viện kiểm sát vừa công bố? Tôi không đồng ý ạ. Vì sao bị cáo không đồng ý? Tôi không đồng ý vì viện bảo tôi hiếp dâm là sai. Khi tôi lấy Thủy về làm vợ thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ, sao lại bảo là hiếp dâm? Tòa giải thích cho bị cáo rõ, hiếp dâm theo quy định của pháp luật là việc thực hiện hành vi giao cấu, là việc làm chuyện vợ chồng mà người phụ nữ không đồng ý, là làm trái với ý muốn của người phụ nữ, như vậy là hiếp dâm. Bị cáo đã rõ chưa? Thưa rõ. Bị cáo hãy trình bày lại toàn bộ nội dung sự việc. Thưa, bị cáo nghe lời bố mẹ bắt Thủy về làm vợ, nhưng nó không chịu nên bị cáo phải làm cho nó có con để nó phải theo bị cáo về nhà. Vì vậy, tôi đã rủ Tở và Bao bắt nó, tôi cùng Tở và Bao dình nó bên bờ suối để bắt nó về làm vợ ạ. Nếu định bắt chị Thủy về làm vợ, tại sao?